Xin chào các bạn, mình là Quang và các bạn đang xem Mãn Studio. Mấy năm nay thì mình luôn tìm một chiếc laptop AMD vừa có thiết kế sang trọng, hiệu năng tốt, hoạt động bền bỉ nhưng lại có mức giá rẻ. Nghe thì hơi vô lý nhưng cuối cùng thì năm nay vào năm 2020 mình đã tìm được rồi. Đó chính là chiếc laptop HP Probook 445 G7 đang nằm bên cạnh mình đây. Mình thì không có cái thói quen mua máy mắc cấu hình mà sẽ chọn một cấu hình cân bằng cả về giá lẫn hiệu năng. Tổng chi phí cho chiếc máy bên cạnh mình đây rơi vào khoảng 17 triệu đồng. Để chúng ta xem là với 17 triệu chúng ta sẽ có gì. Đầu tiên, quan trọng nhất vẫn là cấu hình. Như tôi vừa nói, với 17 triệu ấy, chúng ta sẽ có gì? CPU AMD R5 4000U, RAM 8GB kênh đôi cùng với SSD NVMe 258GB. Thử nghiệm với game Liên Minh Huyền Thoại, R5 4000U dễ dàng là ở mức FPS trên 60 với mức cấu hình cài đặt là tối đa. Chuyển sang giả lập Liên Minh nặng hơn với 3DMark Fire Strike, điểm đạt được là 2660, nhiệt độ không vượt quá 80 độ và xung nhịp luôn duy trì từ mức 3 cho đến 4 GHz. Nếu render ảnh thực Cinebench R20 thì sao? Chúng ta sẽ nhận ra được một điều, đó chính là với các tác vụ không kéo dài quá 5 đến 10 phút và không quá nặng ấy, thì R5 4000U mạnh gấp rưỡi CPU Intel Core i5 1035G1 và sẽ gần tương tự với CPU Intel Core i5 8300H. Màn hình 14 inch viền mỏng Full HD sử dụng tấm nền IPS cho góc nhìn lên tới 178 độ và độ sáng lên 250 nits. Giải phủ màu tuy chỉ là 45% NTSC, tuy nhiên thì cái giải phủ màu này cũng đã đủ để phục vụ cho các bạn làm việc hàng ngày và giải trí cơ bản. HP Probook 445 G7 sở hữu bản lề đôi chắc chắn và có thể mở bằng một tay lên ra tới 180 độ. Cái thiết kế này sẽ rất là thuận tiện cho các bạn khi mà làm việc và chia sẻ thông tin với người đối diện. Lớp vỏ nguyên khối với hai mặt A và mặt C sử dụng chất liệu nhôm giúp cho máy trở nên liền lạc và bền bỉ. HP Probook 445 G7 đã vượt qua được 19 cái bài kiểm tra trong tiêu chuẩn hoạt động của quân đội Mỹ Military Standard 810H của năm 2020. Bàn phím trên HP Probook 445 G7 bấm êm, nảy. Bàn phím này có hỗ trợ chống tràn nước. Đặc biệt, để LED 3 mức sáng giúp chúng ta hoạt động tốt trong bóng tối. Thêm nữa, chúng ta sẽ có phím số tích hợp trên nút F10 để có thể nhập liệu một cách dễ dàng mà không cần phím số rời. Một điểm cộng nữa đó chính là toppad. Toppad lớn, di mượt nguyên mảng và được cách điệu bằng các cái viền cắt kim cương làm cho chúng ta cảm thấy rất là sang trọng. Bên phải chiếu nghỉ tay chúng ta sẽ có cảm biến vân tay một chạm, rất tiện lợi cho việc đăng nhập và bảo mật máy. Quang HD thiết kế phía bên trên màn hình được tích hợp tính năng bảo mật tên là HP Privacy Camera. Đó đơn giản là một cửa sổ trượt giúp chúng ta có thể ngắt camera khi không dùng đến. Rất đơn giản và hiệu quả. Cổng kết nối trên HP Probook 445 G7 được lựa chọn rất cẩn thận, đáp ứng đủ các nhu cầu của người dùng. Chúng ta sẽ có một chân sạc tròn truyền thống, một cổng USB Type C có hỗ trợ xuất hình và Power Delivery, một cổng LAN 1GB, một cổng HDMI Full Size và hai cổng USB 3.1, thêm một cổng Audio Combo 3.5. Bên phải chúng ta sẽ có một cổng USB 2.0, khe tản nhiệt loại lớn và một đầu đọc thẻ SD. Tất nhiên chúng ta sẽ vẫn có khe khóa Kensington truyền thống. Cân nặng của HP Probook 445 G7 chỉ là 1,6 kg, không quá nhẹ nhưng cũng đủ để cho các bạn thuận tiện trong việc di chuyển không cảm thấy mệt mỏi. Máy chỉ dày có 1,79 cm và với kích thước chiều dài nhân chiều rộng là 32 x 23 cm. Đúng là một cái máy 14 inch năm 2020 tiêu chuẩn. Nếu bạn muốn nâng cấp, chiếc máy này hỗ trợ lên tới 32GB RAM kênh đôi với speed 3200, Wi-Fi PCIe, một khe M2 hỗ trợ cả SATA và NVMe. Thêm nữa, chúng ta vẫn còn một khay 2,5 inch để có thể lắp thêm SSD hoặc HDD 2,5 inch truyền thống. Tản nhiệt, một quạt và hai ống đồng mạnh mẽ đủ để giải nhiệt cho toàn bộ hệ thống máy. Pin 45Wh cho thời lượng sử dụng rất dài. Khen nhiều rồi. Bây giờ là đến những cái điểm mà tôi chưa hài lòng với chiếc máy này. Đầu tiên ấy, đó chính là cái lớp hoàn thiện ở nắp máy. Các bạn có thấy là cái logo HP hình tròn truyền thống này nó đã quá cũ rồi không? Nếu cái chiếc logo này mà thay bằng logo HP cách điệu giống như trên chiếc HP Envy ấy, thì sẽ rất là sang trọng và đẹp đẽ. Đấy, tôi thích nó rất nhiều. Thứ hai ấy, đó chính là cái cổng USB Type C ở trên HP Probook 445G7. Thì đáng tiếc là nó lại không phải là cổng Thunderbolt 3. Đấy, mặc dù là cái cổng này đã có hỗ trợ Power Delivery, có hỗ trợ tốc độ là 20GB rồi, nhưng không phải là Thunderbolt 3. Rất là tiếc. Tóm lại thì chiếc HP Probook 445G7 này sẽ phù hợp cho các cái đối tượng doanh nghiệp, các bạn làm việc chuyên nghiệp, yêu cầu một chiếc máy mạnh, bền bỉ và cơ động. Đấy. Chắc chắn đây không phải là một chiếc máy dành cho các bạn là tín đồ thời trang hay đam mê siêu mỏng nhẹ rồi. Các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy comment xuống bên dưới nhé. Đừng quên like và subscribe và nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ cho Mãn Studio. Xin chào.